Ngày xưa hồi nhỏ con thấy má con cũng ngồi thiền, mà không phải như cái cách thầy chỉ hồi nãy. Con có hỏi má ngồi thiền này là làm sao. Má nói ngồi thiền lâu ngày sẽ thấy ánh sáng. Rồi con nghe cái cũng có cái người bạn tu lớn hơn má con. Con hỏi má nói má con ngồi sai cách có ngày bị tẩu hỏa nhập ma. Thời gian gần đây con có nghe cái YouTube của thầy Giác Hạnh nói là có cái người tu, cái giống như con vậy đi, Phật tử, nói với người vợ là thấy cái người chồng tu như vậy thì có cái hiện tượng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Rồi cuối cùng người đó bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà con không có nghe thầy Giác Hạnh giải thích là cái tẩu hỏa nhập ma nó như thế nào, mà có phải là ngồi thiền bị tẩu hỏa nhập ma không? Mà nếu có thì cái hiện tượng nó sẽ như thế nào? Xin thầy giải thích cho con hiểu. Thầy cảm ơn câu hỏi của chú. Thầy trả lời câu hỏi này hai lần rồi. Ngồi thiền mà tẩu hỏa nhập ma, không ngồi thiền tẩu hỏa nhập ma gấp hai lần. Bởi vì bình thường là tẩu hỏa nhập ma mới đi ngồi thiền. Khổ đâu là tẩu hỏa nhập ma. Sân, giận, bực tức, si mê, ngạo mạn, nghi ngờ là tẩu hỏa nhập ma. Ma tức là những thứ bên ngoài kia mình rước nó vô, mình làm tài sản của mình để nó hành hạ mình là tẩu hỏa nhập ma. Và mình mới đi tìm Thế Tôn mình học. Rõ ràng là mình bị nhập ma rồi, mình mới đi lấy ma ra bằng cách thiền đấy. Và thiền đúng cách của Thế Tôn là không có ma đâu mà nhập hết trơn. Lôi ma ra, lôi ma tham, ma sân, ma si trong người mình ra. Chứ đâu có đâu mà lôi vô đâu mà nhập. Có điều mình vận khí cách sao đó. Ok, mình sử dụng các cách thức để mà mình vận khí cái hơi thở của mình không theo kiểu của Vipassana trên hơi thở, tức là Sati, nhưng mà Sati Patthana tức là chánh niệm trên hơi thở chứ không phải là tập trung trên hơi thở. Cái vạch nhâm mạch đốc của mình vận khí theo kiểu khí công đó, nó sẽ làm cho cái hơi mình đầy bụng, nó sẽ làm cho mình tập trung, mặt mình nóng lên, khí của mình nó dồn ép lại mà cơ thể mình nó cực kỳ căng lên và nóng tai, bùng tai và nóng dai, luồng khí nó chạy lung tung trong con người mình hết. Nó chỉ là trò chơi của thân xác. Thì đó là cái nhập ma theo kiểu của thân vật lý. Như vậy học Phật thì chỉ có nói cái ma của cái tham sân si vô minh giải dục mình vốn đang bị nó điều khiển, và mình thiền là mình tĩnh tâm xuống và mình lôi nó ra. Lôi nó ra không có phải loại trừ chạy trốn nó, mà thấy được cái bản chất của nó là đích thực của vô minh là Phật tánh, thực tánh của vô minh là Phật tánh. Thấy được cái bóng là không có thật, chứ cái bóng mà nó có thật làm sao mình bỏ nó đấy. Cái khổ đau là không có thật, cái nguyên nhân khổ đau là không có thật. Thấy ma là không thật, chứ không nói chuyện tẩu hỏa nhập ma. Nên thấy ánh sáng là khi định mà nó dồn lại một chỗ thì cái vật chất nó chuyển thành cái năng lượng, mình thấy cái dạng. Thực ra thì chú cũng đang thấy con đi vào trong chú trong một khoảng cách, chứ đâu phải chú thấy con liền đâu. Sáng sớm dậy mặt trời mình thấy sâu cái mặt trời đó, tạm phục. Khoảng cách vật chất là nó có cái thời gian, bởi vì nó có cái quãng đường. Mình đâu có bao giờ mà thấy thực tại như nó là trong cái khoảng cách đó đâu. Nó đi qua một phút giây kế tiếp. Nên khi mà mình định thì mình sẽ thấy những cái thứ mà con mắt này nó không thấy, điều đó bình thường. Thấy chút ánh sáng, nhưng mà ánh sáng đó phải là ánh sáng mà theo ý của mình có khả năng thấy được, chứ không phải nó chớp chớp, nhăn nhoáng, nó ngắn ngắn, dài dài, nó ở trong, nó ở ngoài, nó ở trên, nó ở dưới, theo kiểu đến đi mà mình không chủ động được thì cái thiền nó chưa có vững. Cái ánh sáng đó mà hỏi mẹ thử nó vững không, theo ý mẹ muốn không, và tâm mẹ tỉnh tại không, và mẹ dùng cái định đó để mẹ quán không, hay là mẹ an trú, mẹ vui trong đó, thì nó cũng chỉ dừng lại là cái định thôi. Vấn đề Thế Tôn là định tuệ song tu, định và quán, chỉ và quán song tu. Vấn đề của mình là giải thoát đau khổ và nguyên nhân của đau khổ.